Việt xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay Việt sẽ mời quý vị và các bạn đột nhập vào khu nhà giàu Tham City. Đây chính là cổng vào của Tham City, thành phố của thời đại mới. Ở khu này Việt thấy rất nhộn nhịp. Hôm nay Việt đi quay là chiều thứ bảy. Trước mặt quý vị và các bạn chính là đường Minh Khai. Và bên tay phải quý vị và các bạn chính là đường ra cầu Vĩnh Tuy. Việt sẽ mời quý vị và các bạn đột nhập vào trong khu nhà giàu Tham City xem trong khu nhà giàu có những gì. Đường vào thì rất thoáng. Ở giữa thì mình thấy có những thảm cỏ, có những cái hình như kiểu ông sao để trồng hoa vào, rất đẹp. Bên tay trái của quý vị các bạn đó chính là những tòa nhà rất là cao, các căn hộ. Bên tay phải đó là bệnh viện Vinmec, một bệnh viện rất nổi tiếng của Hà Nội. Mình sẽ mời quý vị và các bạn rẽ vào trong khu Tham City đi một vòng. Trong Tham City thì quý vị và các bạn đi xe máy tốc độ với 20 km/h. Và đây là sảnh căn hộ T5. Mình thấy có một số nhà chờ. Đây, đúng như ở bên nước ngoài. Khi mưa thì các bạn có thể vào trong nhà chờ để chờ. Ở trong khu Tham City thì mình thấy là các dịch vụ ăn uống cũng rất đầy đủ. Đây là một trong những cửa hàng cà phê, The Coffee House. Bên tay trái của quý vị các bạn chính là siêu thị, cũng như là cửa hàng làm tóc. Theo Việt được biết thì ở trong Tham City thì cái gì cũng có. Quý vị và các bạn không phải đi đâu, quý vị và các bạn uống cà phê ở trong tòa nhà hay là ăn ở trong tòa nhà đều có. Quý vị chỉ việc đi xuống thang máy mấy bước. Đây là một trong những sân bóng rổ. Các tòa nhà Việt thấy đều xây giống nhau. Nhà qua Thu Hương. Rất nhiều các cửa hàng. Đây là cửa hàng đồ ăn, như đây cửa hàng spa làm tóc. Rẽ tay phải quý vị và các bạn là vào các sảnh.
Đây ở trong như thế, ở trong những cái chỗ ngọn núi thấp thấp này thì cũng có nhà chờ. Rất nhiều. Đây là tòa nhà T8 nha quý vị các bạn. À, đây có sân bóng rổ cho các cháu. Hôm nay Việt đi quay là trời mưa phùn nên là không được đẹp lắm. Bên này là sân tennis. Như là sân bóng đá nho nhỏ. Để thấy được trồng rất nhiều cây xanh. Quý vị cũng như các bạn lần đầu tới kênh của Việt thì cho Việt một like nhé, cũng như subscribe kênh YouTube và nhận xét về khu nhà giàu tại Tham City ngay ở cuối đường Minh Khai và cầu Vĩnh Tuy. Việt sẽ đi thẳng sang bên này. Đây cũng là khu P. Khu P Việt thấy đường ở đây toàn nát bằng đá. Bên tay phải khi vào coupe thì nó là một trong các thương hiệu quần áo Giovanni. Giovanni là một trong những thương hiệu phục vụ các quý ông. Những bộ vest, những áo sơ mi hay những quần âu. Ngoài ra thì có những cái túi làm cho quý ông như các bạn trẻ sang trọng hơn. Việt thấy ở đây thì làm nên những cái ấy này đẹp quá. Việt sẽ vào đây bên này. Ở đây là những cái đồng hồ nha quý vị các bạn. Đồng hồ này hơi tối. Hôm nay Việt đi quay, hiện tại trời đang mưa phùn đấy quý vị các bạn thấy, nên là những hình ảnh không được nét lắm. Rất đông người sinh hoạt cũng như sinh sống ở trong khu vực này. Hiện tại thì trời đang mưa hơi bay. Các cửa hàng này, chợ nông sản thực phẩm sạch Đà Lạt. Đầy đủ các nông sản để phục vụ quý vị cũng như các bạn. Đây hết rồi. Đây là tòa nhà P6 này.
các anh Grab cũng đang là phục vụ cho công việc vận chuyển những món đồ. Rồi, Việt sẽ mời quý vị như các bạn đi ra. Ở đây cũng Việt thấy cũng có một số đồ của California, phòng gym đầy đủ không thiếu gì. Phía tay phải của Việt một số quán trà, gông trà. Nhà là phở. Việt sẽ mời quý vị và các bạn đi ra trước mặt chính của Tham City, là trục đường vừa nãy Việt bắt đầu đi vào một đoạn. Bây giờ Việt sẽ đi ra. Sạch của các căn hộ thì rất đông người. Tham City thì có các tuyến xe buýt để đưa quý vị các bạn đi làm để khắp thành phố Hà Nội. Quý vị các bạn ở khu này thì có lẽ là không phải đi đâu, cứ ở khu này sống thì cũng được. Tại vì tất cả đầy đủ. Đây, Việt sẽ mời quý vị và các bạn đi một đoạn nữa. Chính là đoạn mặt trước. Và trước khu Han City thì phải thấy có cái hồ. Việt sẽ mời quý vị và các bạn đến đoạn giữa hồ. Đây là một số những cái đường cho người đi bộ. Lung linh. Vào những ngày lễ hay những ngày Tết thiếu nhi thì đằng trước đây thì cũng tổ chức bán cũng như là những cái khu trò chơi để dành cho các cháu, cũng như là quý vị và các bạn có thể mua sắm. Đây. Ở đây Việt thấy là đây đang chuẩn bị có những cái gian hàng, đây đang là được thiết kế và Việt đang đứng trước. Đấy. Khu này vào dịp Tết thì cũng được trang trí rất là đẹp, một trong những địa chỉ chụp ảnh rất là lý tưởng của các chị em. Rồi, Việt xin cảm ơn quý vị cũng như các bạn đã cùng Việt đi khám phá khu đô thị Tham City. Chúc quý vị và các bạn sức khỏe, luôn luôn thành công, và hẹn quý vị và các bạn ở các clip tới.